thầm lặng và dũng cảm là những gì người ta miêu tả về anh Phạm Quốc Luật, sinh năm 1989, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ít ai biết, anh Luật là một trong số ba chàng trai phá tường, cứu người trong vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, Hà Nội. Anh Luật cho biết, công việc của anh là thợ nhôm kính, cho ở ngay sát ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 5, vừa về tới nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, thì anh Luật bỗng nghe thấy có tiếng nổ. Nhìn qua khe cửa, anh thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà trọ bên cạnh. Xuống tầng 1, anh Luật đã thấy có đông người dân đứng ở hiện trường. Vợ anh Luật khuyên chồng nên đứng xa đám cháy để tránh nguy hiểm, nhưng anh không cam lòng khi nhìn hàng xóm gặp nạn. Chẳng kịp nghĩ nhiều, anh liền giao điện thoại và ví của mình để vợ giữ, rồi vội lao đi cứu người. Anh Luật kể lại, ngẩng đầu lên, tôi thấy trên tầng 2 có người giơ tay ra cầu cứu. Tôi bảo Long, con trai chủ trọ nơi anh Luật ở, tìm giúp tôi thang vào búa để phá tường cứu họ. Tôi cũng chạy ra đầu ngõ tìm mà không có. Lúc quay lại thì bạn ấy đã tìm được rồi. Có thêm hai bạn cùng hỗ trợ, một bạn giữ thang, một bạn chèo lên đập. Thấy bạn ở trên thấp hơn mình, đập không đủ sức, tôi bảo bạn xuống đi để tôi trèo lên cùng kết hợp đập tiếp. Trong khi người đàn ông 35 tuổi cố gắng bình tĩnh thì mọi người ở trong đám cháy liên tục hò hét hoảng loạn. Anh Luật chỉ biết dồn hết sức, đập túi bụi trong đầu nghĩ làm sao đưa được người ra nhanh nhất. Anh Luật nói, công việc của tôi làm nhôm kính nên leo trèo là chuyện bình thường. Khi lên đó, tôi xác định không phá cửa sổ vì cửa sổ là điểm tựa để mình bám. Tôi đưa ra phương án đập tường. Khi đập được cái lỗ nhỏ, tôi thôi không đập nữa vì không còn thời gian, đứng càng lâu khói càng nguy hiểm. Tôi hô mọi người đứng né xa để vứt búa xuống và đưa các nạn nhân ra ngoài. Mọi người ai cũng hoảng, người mềm như bún chân giẫm mảnh thủy tinh nhưng không thấy đau. Sau khi giải cứu được ba người từ đám cháy, anh Luật lại tiếp tục cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ cứu thương các nạn nhân, ôm dẫn vòi chữa cháy vào đến tận khu nhà trọ. Sau một đêm mệt nhoài, tới sáng, anh Luật lại trở về cuộc sống mưu sinh như thường lệ. Khi đến xưởng nhôm kính làm việc, anh mới nhận ra chân dẫm phải một mảnh thủy tinh từ lúc nào không hay. Anh Luật nói, tôi lột dép và nhổ mảnh thủy tinh ra, tay tôi cũng bị quẹt vào kính, nhưng tôi không thấy đau, vấn đề ấy không đáng ngại. Khi thấy báo đài đưa tin về nhóm thanh niên đập tường cứu nạn nhân, anh luật cũng không để tâm lắm và cũng chẳng nói với ai rằng trong nhóm đó có cả anh. Có một số người dân chứng kiến toàn cảnh vụ việc và biết anh luật cũng góp công góp sức trong công tác cứu nạn nên đã báo với chính quyền địa phương. Khi chính quyền hỏi thăm, anh mới xác nhận là đã tham gia đập tường cứu vụ cháy. Tuy nhiên, người đàn ông quê Hà Tĩnh vẫn rất khiêm tốn. Từ trước tới nay, anh Luật luôn sống với quan niệm, cứ ra đường, ai cần giúp đỡ sẽ giúp. Anh Luật nói, sáng tôi đi làm, nhìn cảnh cháy trơ trụi không còn gì, số lượng người tử vong quá lớn. Điều khiến tôi tiếc nuối và bứt rứt nhất là lúc đó không cố cứu được nhiều người hơn. Sáng nay, những người dân ở thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xót xa tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của chàng trai Nguyễn Xuân Khải. Khải đang là sinh viên năm cuối, lớp 520401B, ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Phương Đông. Anh Trần Quý Cao, người đại diện dẫn đoàn của nhà trường, về viếng Khải cho biết, chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa, Khải chỉ còn phải thi một môn là tốt nghiệp đại học. Vậy mà ngọn lửa ác nghiệt đã cướp em khỏi vòng tay cha mẹ, bạn bè, nhà trường. Khải mãi mãi ở tuổi 24. Ngoài đại diện nhà trường, còn có các bạn sinh viên học cùng lớp với Khải. Nguyễn Quế Anh là một trong những bạn về viếng, cũng là người bạn trong nhóm chơi với Khải chia sẻ. Sáng qua 24 tháng 5, khi hay tin cháy nhà trọ ở con ngõ phố Trung Kính, cầu giấy Hà Nội, nơi Khải trọ từ năm thứ hai, nhóm bạn gồm Quế Anh và năm sinh viên khác đã lập tức đến tìm sau khi không thể liên lạc được bằng điện thoại. Tìm đến trưa vẫn không thấy có cơ hội nào nên nhóm bạn đã liên lạc với gia đình Khải và đến nhà tang lễ tìm bạn. Quế Anh nói, dù không bao giờ mong muốn, một trong những người nằm trong đó lại là bạn mình, nhưng cả nhóm cũng vẫn chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, khi biết bạn đã mất thì bọn em đều sốc. Lớp của Khải hôm qua thiếu vắng một người bạn, ai cũng buồn. Chia sẻ thêm về người bạn xấu số, Quế anh cho biết, Khải được coi là người anh trong lớp vì lớn tuổi hơn một chút. Khải hiền lành, có chút nhút nhát. Ước mơ của Khải là sau khi tốt nghiệp sẽ có một cửa hàng kinh doanh quần áo. Nhưng ước mơ đó đã không bao giờ thành hiện thực. Quế Anh xúc động nói, mẹ Khải do không chịu được cú sốc đau đớn khi mất con, hôm nay đã không thể trụ vững. Là trụ cột, chỗ dựa của cả gia đình trong lúc này nên bố em điểm tính hơn. Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ mất mát với gia đình. Khải là con út và là con trai duy nhất của bố mẹ, trên em là hai chị gái. Hiệu trưởng trường đại học Phương Đông, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thiện Dụ cũng có thư chia buồn gửi tới gia đình. Trong thư ông Dụ viết, Ban giám hiệu trường đại học Phương Đông vô cùng thương tiếc khi hay tin sinh viên Nguyễn Xuân Khải, lớp 520401B, ngành quản trị kinh doanh, đã không may gặp nạn trong vụ hỏa hoạn ở ngõ 119 Trung Kính. Thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên trong trường, Ban giám hiệu nhà trường xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em Nguyễn Xuân Khải và mong gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này. Xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn. Tiễn biệt em Nguyễn Xuân Khải về cõi vĩnh hằng. Anh Trần Quý Cao cũng thông tin, nhà trường quyết định sẽ hoàn lại học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 gửi gia đình Khải. Đồng thời hỗ trợ thủ tục hoàn bảo hiểm thân thể cho em. Đoàn thanh niên, hội sinh viên và tập thể cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế quản trị kinh doanh nơi Khải theo học cũng có hỗ trợ tới gia đình. Về viếng Khải cùng đoàn, còn có chị Vũ Minh Hằng, phó trưởng ban thanh niên trường học phó chủ tịch hội sinh viên thành phố Hà Nội. Trước đó như tiền phong đưa tin, vào khoảng 0 giờ 46 phút sáng ngày 24 tháng 5, công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Khu nhà xảy ra cháy gồm hai khối xây dựng theo kiểu cũ, đã cũ nát. Khối ngoài hai tầng, giáp mặt ngách là nơi gia chủ bảy người sinh sống. Khối bên trong ba tầng là cho thuê trọ. Giữa hai khối nhà là khoảng sân vừa để gia chủ kinh doanh sửa chữa xe máy, xe điện, vừa để xe máy của người thuê trọ. Ngoài gia chủ, ở đây có 17 người khác đăng ký thuê trọ. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, 14 người tử vong, 6 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chủ nhà cùng hai cháu nội và con dâu thoát ra ngoài từ tầng 2. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ. Trưa 25 tháng 5, không khí đau buồn bao trùm ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Phan Minh Tú, sinh năm 1968, và bà Hoàng Thị Hồng Loan, sinh năm 1970, ở thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hàng xóm đến chật kín nhà để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người con gái xấu số. Theo gia đình nạn nhân, dự kiến tối cùng ngày, cho cốt của nạn nhân Phan Thị Thanh Hát sẽ về tới quê nhà. Ông Tú và bà Loan là bố mẹ của cô gái Phan Thị Thanh Hát, 27 tuổi, một trong 14 nạn nhân vụ cháy tại ngôi nhà trọ 3 tầng, nằm sâu trong con ngõ 43 Trung Kính, cầu giấy Hà Nội. Hùng tin chuyển về báo con gái cùng bạn trai là Nguyễn Mai Xuân Hắt tử vong. Bà loan sốc nặng, không thể gượng dậy để cùng chồng ra Hà Nội, nhận diện thi thể con. Dụng rời khi nhận tin dữ, lại mắc bệnh ung thư, ông Tú được người thân cảnh báo tránh hơi. Thế nhưng người cha nghèo vẫn cố gắng bình tĩnh, tức tốc ra Hà Nội để nhận dạng con. Nằm liệt trên giường, người mẹ ốm yếu liên tục gào thét gọi tên con. "Con gái ngoan hiền, về với mẹ đi con, giờ bố bị bệnh, mẹ lại ốm yếu, còn ai gửi thuốc về cho mẹ nữa đây?" Bà Loan nhớ lại, sáng 24 tháng 5, chồng bà nhận được cuộc gọi báo tin con gái đã tử vong trong vụ cháy. Sau đó bà Loan liên tục cầm điện thoại gọi vào số máy của con gái nhưng bật vô âm tín. Tối hôm trước, Phan Thị Thanh Hát gọi về, động viên bố mẹ uống thuốc đều đặn. Vậy mà giờ cả Hát và bạn trai đã tử vong. Trong nỗi đau tột cùng, người mẹ tiếc nuối nhớ về mối tình đẹp của con gái. Bà kể, hai đứa yêu nhau từ thời cấp 3, nay cũng đã tròn 8 năm bên nhau. Con gái tốt nghiệp ngành dược, bạn trai tốt nghiệp ngành kinh tế, hai đứa ở lại Hà Nội làm việc. Những năm trước định tổ chức đám cưới, nhưng lúc thì công việc chưa ổn định, lúc thì chưa được tuổi nên chỉ hoãn. Hai đứa thông báo với gia đình là cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới nào ngờ tất cả đã nằm lại ở dự định. Người thân của cô gái xấu số cũng cho hay hai năm qua chuyện buồn liên tiếp giáng xuống gia đình. Một người thân của cô gái xấu số cho hay bà Loan mới đi mổ chân do thoái hóa xương khớp, vận động kém, còn ông tú trước làm thợ xây nhưng nay bị ung thư gan đang phải điều trị. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã, do anh chị lập gia đình ở xa nên Phan Thị Thanh Hát là trụ cột của cả nhà. Hàng tuần hát đều gửi thuốc, đồ ăn về cho bố mẹ. Nhưng số phận thật biết chiêu ngươi. Gác lại nguyện ước ở tuổi 27. Cách nhà nạn nhân nữ khoảng 3 cây số là nhà của gia đình anh Nguyễn Mai Xuân Hát ở tổ dân phố 8 thị trấn Đức Thọ. Thân nhân của anh Hát cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa cho cốt của anh từ Hà Nội về Hà Tĩnh an táng. Bên chiếc bàn thờ lập vội, bà Nguyễn Thị Minh Thi, người thân anh Hát khóc. Đau xót lắm, đứa cháu tội nghiệp, hiền lành, lại mất quá sớm, bỏ dở bao nhiêu dự định. Người thân của chàng trai xấu số cho hay, anh Hát là con thứ ba trong gia đình, bốn anh em trai, bố mẹ làm kinh doanh tự do, anh Hát là chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn. Nhiều năm nay, gia đình biết Hát có một mối tình đẹp với cô bạn cùng lớp cấp 3, dự tính cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Người thân của anh Hát nói, 10 giờ ngày 24 tháng 5, gia đình nhận được cuộc gọi báo rằng Hát đã tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội Ra đến Hà Nội người nhà nhận ra Hát ngay vì cháu mặc chiếc áo của em trai tặng Nhưng vì thi thể bị cháy đen lại có hai gia đình cùng nhận nên buộc phải làm xét nghiệm ADN Ngày 24 tháng 5 sau khi hay tin hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là người địa phương lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Đức Thọ ủy ban nhân dân xã Tùng Châu cũng đã có mặt để động viên hỗ trợ gia đình lo hậu sự Ông Đậu Thanh Tĩnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ cho biết, gia đình nạn nhân nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ của Thanh Hát mắc bệnh nặng, nay lại rơi vào cảnh mất con gái, nên chúng tôi đã xuống hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát, đau thương. Trưa 25 tháng 5, một nguồn tin cho biết, Viện Khoa học Hình sự C09 Bộ Công an đã huy động những cán bộ dày kinh nghiệm của Phòng Giám định Kỹ thuật Cháy Nổ đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh Tại số 1, ngõ 43/98/31, trên trên phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi xảy ra vụ cháy 14 người chết rạng sáng ngày 24 tháng 5. Vụ cháy này gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương và thiêu rụi nhiều tài sản. Theo nguồn tin, các cán bộ của C09 đã tiếp cận hiện trường ngay sau khi dập xong vụ cháy và được bàn giao. Lực lượng của C09 đã khám nghiệm, thu một số mẫu vật và sẽ sớm có kết luận nguyên nhân vụ cháy. Sau khi xảy ra vụ cháy, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân có thể do chập điện xe điện bởi tầng 1 là cửa hàng mua bán sửa chữa xe điện. Dù chưa có kết luận cụ thể, nhưng trước đó, chỉ huy phòng giám định kỹ thuật cháy nổ đã khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng xe điện và cả xe xăng phải thường xuyên bảo dưỡng kiểm tra bình ắc quy vì môi trường thời tiết Việt Nam nóng ẩm, dễ bị oxy hóa, dễ có chuột cắn dây điện và quá trình di chuyển làm lỏng đầu cực, lão hóa vỏ dây cách điện, đừng để đến khi hỏng thì mới sửa chữa. Như đã đưa tin, sáng 24 tháng 5, nhà trọ kể trên xảy ra hỏa hoạn, khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Ngôi nhà này nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt phố trung kính khoảng 200m. Quy mô nhà gồm hai khu, trong đó có một nhà 5 tầng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2. Trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân chống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là anh VVD, 26 tuổi, quê Hải Dương, chị NTTH, 23 tuổi, quê Bắc Ninh, vợ anh D, anh TQK, 26 tuổi, quê Hưng Yên, chị NXK, 23 tuổi, quê Hưng Yên, chị NTM, 29 tuổi, quê Thái Bình bà NTT, 64 tuổi, chủ nhà trọ. Anh NKH, 42 tuổi, con trai chủ nhà trọ. Anh NMXH, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh. Chị PTTH, 27 tuổi, vợ anh XH, quê Hà Tĩnh. Chị VTL, 25 tuổi, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị NTKO, 28 tuổi, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội. Anh MTN, 37 tuổi, quê Bắc Cạn. Anh LTT, 24 tuổi, quê Hưng Yên và anh VNL, 24 tuổi, quê Lào Cai. Chiều 25 tháng 5, bác sĩ Bùi Sĩ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, trong chiều nay, ba nạn nhân của vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được ra viện. Sáng cùng ngày, các bác sĩ đã khám hội trần và đánh giá toàn trạng ba bệnh nhân sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Về tình hình sức khỏe của ba nạn nhân, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, chiều 24 tháng 5, Hiện nữ bệnh nhân 84 tuổi vẫn phải điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực. Bệnh nhân đã được nội soi rửa phổi và làm các xét nghiệm đánh giá chức năng tim mạch, phổi, thần kinh. Kết quả cho thấy não và tim của bệnh nhân bị ảnh hưởng và đến nay bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng. Đối với hai bệnh nhân là vợ chồng đang điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đều có dấu hiệu ảnh hưởng cơ tim, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO, viêm phổi. Các bệnh nhân này được dùng thuốc giải khí độc CO và oxy cao áp để phòng biến chứng về thần kinh và tâm thần. Vụ cháy tại ngõ 119 phố Trung Kính đã khiến 14 người tử vong, 6 người nhập viện cấp cứu. Trong 6 nạn nhân được cấp cứu kịp thời, có hai vợ chồng là người thuê trọ, còn lại là gia đình chủ nhà trọ. Nạn nhân cao tuổi nhất là 84 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất 11 tuổi. Ngày 25 tháng 5, Hà Nội mưa nhỏ, nhưng nhiều người từ khắp các nơi vẫn đổ về đây để thắp nén hương cho những nạn nhân xấu số không may gặp nạn trong vụ cháy. Nhiều người không giấu được cảm xúc mà bật khóc nước nở. Bà Hát có một người cháu bị mất trong vụ cháy, dạng sáng ngày 24 tháng 5. Tôi giờ không biết nói gì nữa, thật sự rất buồn, cháu còn quá trẻ. Bà Hát chia sẻ, bạn Hồ Minh Trọng, sinh năm 2004, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, sinh sống ngay cạnh căn nhà xảy ra vụ cháy thương tâm. Sau vụ cháy, khi nhìn vào căn nhà thương tâm, Trọng lại dùng mình nghĩ tới cảnh tượng xảy ra dạng sáng 24 tháng 5. Chiếc bàn thờ tạm được đặt ngoài cửa, cứ mỗi khi đi ngang qua, Trọng lại đến thắp nén hương chia buồn với những nạn nhân xấu số. Tranh thủ giờ đi học về, chị Đỗ Thị Hiền ghé qua nơi xảy ra vụ cháy để thắp hương cho các nạn nhân xấu số. Hiện tại lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường nên chị Hiền tranh thủ vái vọng phía bên ngoài. Chị Hiền cho biết, Tôi nghe tin có hai bạn cùng huyện tôi không may mất trong vụ cháy, thật sự rất bàng hoàng và thương tiếc. Đây là sự mất mát to lớn với các gia đình nạn nhân, rất mong người thân sớm vượt qua nỗi đau này. Nhiều người đứng từ bên ngoài nhìn vào thương tiếc những người không may gặp nạn. Không chỉ người thân, những người hàng xóm xung quanh cũng đã đến đặt những vòng hoa tỏ lòng thương tiếc với những người xấu số.